Xin chào tất cả các bác và các anh em. Ngày hôm qua thì em cũng đã chia sẻ với các anh em thông qua chiếc băng số của chú em người Nam Định, chiếc băng số Batty Hao bản nội địa Trung Quốc. Thì hôm qua thì em đưa lên cái không gian rộng ở cái phòng hát trên tầng 2 để mà căn chỉnh để cho nó có sự tương đồng với lại cái không gian mà chú em này chú đang sử dụng. Thì hôm nay em lại đưa nó xuống một cái phòng làm việc, cái phòng mà mọi khi em vẫn ngồi đây căn chỉnh băng số cho các bác và anh em. Thì sau khi mà đưa xuống một cái phòng mà không gian nó hẹp hơn, cái phòng trên gác là 40 m², phòng trên tầng 2 là 40 m² và phòng này có 20 m² thôi. Thì trong cái quá trình thử nghiệm giữa phòng rộng và phòng hẹp thì em cảm nhận được rằng là chiếc băng số Batty Hao DK 5000, kể cả là bản Trung Quốc, bản nội địa Trung Quốc hay là bản quốc tế, thì đều có một cái chất âm mà nó khá hay. Chẳng qua là cái bản nội địa Trung Quốc ấy, thì là khi mà căn chỉnh trên phần mềm thì là bằng giao diện tiếng Trung Quốc. Thế nhưng mà khi các bác anh em căn chỉnh bằng tay, khi mà căn chỉnh bằng tay trên con số này thì các bác anh em vẫn căn chỉnh giống y xì như là bản quốc tế. Và khi mà hiển thị ở trên màn hình này thì vẫn là hiển thị bằng tiếng Anh. Cho nên rằng là các bác anh em có thể là vẫn sử dụng tốt chiếc con số này và có thể là bổ sung thêm cái việc căn chỉnh về âm sắc thông qua các phím chức năng trên mặt máy. Và em cũng biết được rằng là có rất nhiều các bác anh em là đang sử dụng cái dòng vạc số này bởi vì nó được đánh giá là rất hay. Và đôi khi các bác anh em ở tỉnh xa thì các bác anh em cũng có vẻ là e ngại về cái vấn đề mà gửi đi cài đặt lại. Nếu gửi cho em thì có lẽ rằng là nó sẽ hoàn thiện hơn. Còn các bác anh em nếu như mà còn e ngại hay là còn chưa có thời gian để mà gửi cho em thì các bác anh em có thể là thông qua cái sự chia sẻ của em, các bác anh em có thể là tự mình căn chỉnh được chiếc băng số này nó được tốt hơn. Thì thông qua cái việc mà đưa chiếc băng số này vào một cái phòng rộng, phòng cỡ khoảng 4 m², và hôm nay lại ở một cái phòng 2 m², thì em cảm nhận được là chiếc băng số này vẫn đáp ứng được một cái chất âm cho cả phòng rộng, phòng hẹp. Chẳng qua phòng rộng thì các bác anh em sẽ có thể là thêm một đôi loa nữa và chúng ta sẽ mở cái âm lượng lớn hơn. Còn ở cái phòng hẹp thì chúng ta sử dụng một đôi là đủ. Như cái phòng 20 m² này thì em nghĩ rằng là một đôi là đủ, một đôi bát 30 là đủ. Và cái chất âm thì có lẽ rằng là nó cũng không phải đã thay đổi nhiều. Thì trong cái quá trình mà căn chỉnh cho các bác anh em và test thử ở những cái không gian khác nhau thì em có thể là mạnh dạn chia sẻ với các bác anh em một cái cấu hình 8 cái chế độ effect. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác anh em 8 cái cấu hình effect ở trên cái dòng vang số Batty Hao DK 5000 bản nội địa Trung Quốc. Về cái phần mic ấy, thì em cũng đã căn chỉnh dòng vang số này rất nhiều thông qua cái việc mà các bác anh em gửi đến. Thì em cảm nhận rằng là cái giải quay dơ của cái phần mic ấy, kể cả các bác anh em để chế độ cân bằng, tức là chế độ flat, thì như vậy là cái chất âm của cái phần mic ở trên chiếc vang số này cũng như là ở cái phần main ở trên chiếc vang số này là cũng tương đối tốt, nó cũng tương đối đồng đều về ba giải trầm, trung, chép. Cho nên rằng là các bác anh em có thể là không cần phải căn chỉnh về cái giải quay dơ ở trong cái phần mic và phần main, và chúng ta sẽ tập trung vào cái việc mà cắt tần số thấp thôi, cắt tần số thấp ở trên phần mic. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cái phần effect. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác anh em 8 cái chế độ effect ở trên chiếc vang số này. 8 chế độ effect em cho lui ra để các bác anh em có thể nhìn được về kể cả là cái giải quay dơ, kể cả là cái vị trí của cái giải quay dơ và các thông số thay đổi ở trong cái giải quay dơ này. Thì các bác anh em có thể là áp dụng được 8 cái chế độ effect ở trên cái dòng vang số Batty Hao DK 5000 bản nội địa Trung Quốc. Để mà phân tích với các bác anh em về những chức năng ở các cái mục ở đây ấy, bởi nó bằng tiếng Trung Quốc thì có lẽ rằng là nó hơi dài dòng và các bác có khi còn khó hiểu. Thế còn đối với một chiếc vang số mà có thể làm được 8 chế độ effect thì em nghĩ rằng là các bác cứ áp dụng các cái thông số trong phần effect này và như vậy chuyển qua lại một trong 8 chế độ thì có lẽ rằng là sẽ có một chất âm tương đối tốt và có lẽ rằng các bác sẽ hài lòng với lại chiếc vang số này. Thì em vẫn làm theo nhóm. Dòng vang số Batty Hao DK 5000 thì em vẫn làm theo nhóm, tức là từ 1 cho đến 8. Từ 1 đến 8, đây là nhóm 1 này. Nhóm 1 này. Đây em quay này để cho các bác thấy được rằng là em gọi từng cái nhóm này ra. Đây là nhóm 1 này. Nhóm 1.
nhóm 2 này. Nhóm 2 thì mỗi một chế độ này thì nó có một cái chất âm nó khác nhau để cho nó có sự phù hợp tùy biến với từng cái bộ dàn karaoke, từng thiết bị và từng bộ dàn khác nhau. Và đây là chế độ 3 này. Thì các bác anh em có thể là tham khảo luôn các cái chế độ mà em đã cài đặt ở trên chiếc vang số này. Chế độ 4 này. Chế độ 4. Chế độ 5 này. Chế độ 5. Thì đối với dòng vang số này thì về giao diện ở trên phần mềm ấy thì là bằng tiếng Trung. Nhưng mà khi các bác anh em căn chỉnh bằng tay ở trên mặt máy ấy, thì nó vẫn bằng tiếng Anh. Hiển thị trên màn hình vẫn bằng tiếng Anh. Chế độ 6 này. Chế độ 6. Chế độ 7 này. Thì các bác anh em có thể là chụp ảnh màn hình và tham khảo các cái thông số mà em đã căn chỉnh ở trên chiếc vang số này. Đây là chế độ 8 này. Có 8 chế độ khác nhau. Mỗi một chế độ nó có một cái hiệu ứng về cái phần effect khác nhau. Còn các bác anh em có thể là tùy biến thêm ở cái phần mic để cho nó phù hợp với tính chất của thiết bị. Bởi trong một bộ dàn karaoke thì nó sẽ có mic này, có vang, có đẩy và loa. Còn em khuyên các bác là khi sử dụng những cái chiếc vang số cao cấp có chất âm phần nhạc, phần mic, phần effect khá hay rồi thì không nên dùng nâng tiếng và không nên dùng equalizer, không cần thiết. Khi mà đã làm tốt rồi thì không cần phải là equalizer hay là nâng tiếng. Đôi khi các bác cứ bỏ tiền ra mua những cái thiết bị phụ cũng phải mất rẻ, thì phải mất triệu hơn triệu, mà đắt thì 2-3 triệu, mà cuối cùng thì như vậy nó không hiệu quả. Thì đây, và cái effect tổng thì các bác cứ để tầm khoảng 35-36 cho em, 35-36. Và một bác ở Vĩnh Phúc gửi cho em một chiếc vang số DK Đa Kinh với một em là DK 9000, gửi để em căn chỉnh lại. Thì chiếc vang số này thì em cũng làm 5 cái chế độ để cho cái bác này bác sử dụng. Thì đối với dòng vang số này thì em cũng đã chia sẻ các bác với anh em rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi. Nhưng mà thôi, nhân tiện hôm nay thì em thử chất mic của cái chiếc vang số này để cho các anh em có thể là nghe được cái chất mic mà em đã làm ở trên chiếc vang số này. Và về phần kết nối thì em chia sẻ luôn với các bác anh em như thế này nhé. Bởi vì rất nhiều các bạn anh em xin em về cái phần mềm của vang số DK Đa Kinh. Thì dòng vang số DK Đa Kinh thì nó có hai loại. Một loại là ba phím to liền nhau và một loại ba phím to cách nhau. Thì đây là cái đời vang số và ba phím cách nhau. Và khi kết nối thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái jack G232. Cái jack kết nối G232 ở cái cổng đằng sau này. Ở cổng đằng sau này. Em chia sẻ luôn với các bác về cái kết nối của cái dòng DK Đa Kinh luôn. Thì đây là dòng vang số DK mà ba cái phím cách nhau, ở trong đó là cái phím con tro nó nằm ở gần màn hình và cái phím mic và cái music này nó nằm ở xa. Còn một đời vang số DK Đa Kinh nữa là nó ba phím mic, music, effect nó liền nhau. Thì cái đời đấy nó chạy phần mềm khác. Thế thì phần mềm thì có rất nhiều các bác anh em xin em rồi và em cũng chia sẻ luôn các bác anh em. Đây là DK thì trong đó có hai phần mềm khác nhau. Đây là bản phần mềm mà chạy cho ba cái phím liền nhau. Em cứ gọi là ba phím liền nhau, còn chip thì nó như nhau. Ba phím liền nhau này. Còn cái đời này ấy, thì lại chạy là giống như là cái chiếc vang số của cái bác ở Vĩnh Phúc là bác gửi đến để căn chỉnh này. Là ba cái phím cách nhau, cái phím con tro nó nằm ở gần màn hình. Thì nó lại chạy cái phần mềm này. Chạy phần mềm DK9000 Beta 2.83 này. Thế còn nếu như mà các bác đang dùng cái dòng vang số DK mà ba phím liền nhau, ba phím to căn chỉnh trên mặt máy liền nhau thì sẽ cài cái phần mềm này. Và cái phần mềm này ấy thì nó sẽ cài ở trong OC. Cài trong OC thì có rất nhiều các bác anh em xin em về cái phần mềm DK thì em tiện đây thì em chia sẻ luôn các bác anh em về cái sự tương thích của từng loại phần mềm đối với từng loại vang số. Thế còn bây giờ là chiếc vang số của cái bác ở Vĩnh Phúc và đang mở cái phần mềm như thế này thì tích vào đây. Tích vào đây ấy thì ở cái mục này này, bởi vì phần mềm này nó cũng là tiếng Trung Quốc thôi. Thì tích vào đây ấy thì nó sẽ lên một cái bảng mà cho phép chúng ta chọn cổng com, thì các bác phải kiểm tra xem là
cái cổng đây này, cái cổng đang cắm này, cái đầu USB đang cắm chỉ máy tính nó là cổng nào, thì cái máy của em ấy là máy ở cổng 5, cổng 5 thì mình chọn cổng 5 và mình ấn OK, và nó báo lên, báo cái đèn xanh như thế này là đã kết nối này, đã kết nối. Và vào cái mục này, vào mục này thì ở phía trên này là phần lưu này, phía dưới này là phần gọi này, thì bây giờ sẽ gọi cái này là không này, gọi cái chương trình số 1 này ra này. Đấy, là không này. Thì bây giờ sẽ thử luôn cái mic để cho bác này bác yên tâm này. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 10 2 2 3 5. Tiếp đến là chương trình số 1 này. U sơ 1 này là chương trình số 2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 4 4 7 7 7 2 2 3 5 5 6. Tiếp đến là user 2 này. Là cái này là định giọng này. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 4 4 7 7 10 2 2 3 5 6 6. Và tiếp đến là chương trình Echo này. Là một chương trình Echo. Đây là chương trình Echo này, các bác thấy ở cái chỗ đây là Echo này, đây là tỷ lệ Echo dị vật này. Và chương trình số 3 này là chương trình Echo này, U số 3 này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 4 4 7 7 7 2 2 3 5 5 6 6. Tiếp đến là cái 4 này, U số 4 này. U số 4 này này. Thì nó là dị vật này. Em vẫn làm một chế độ dị vật cho bác này bác sử dụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6. Thì tiện đây thì em chia sẻ luôn với các anh em về cái phương thức kết nối của cái dòng vang số DK Data King, cũng như là cái vấn đề mà gọi kênh lưu kênh ở trên cái dòng vang số DK Data King 9000 này. Thì chiếc vang số này thì hiện giờ các bác anh em sử dụng rất nhiều, cho nên tiện đây thì em chia sẻ với anh em để các bác anh em có thể là nắm được khi mà căn chỉnh chiếc vang số này. Còn vấn đề chia sẻ thì em chia sẻ với các bác anh em rất là nhiều rồi, và các bác xem cảm thấy hữu ích thì hãy ủng hộ Thanh Hồng Euro KTV, hãy đăng ký kênh và cho nhiều nút like và chia sẻ cho nhiều anh em khác cùng xem. Bởi có khi các bác không dùng nhưng mà có thể là nhiều người, nhiều anh em khác dùng, thì các bác cũng chia sẻ cho mọi người cùng biết được, để mọi người có thể là thỏa mãn được cái sự đam mê ca hát khi mà sử dụng vang số.